Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1994, Nguyễn Thị Diệu, sinh năm 1989 và Nguyễn Đức Hải, sinh năm 1999, cùng trú tại xã Tà Thanh Hoài, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong số các bị can, Nguyễn Thị Tuyết là đối tượng cầm đầu đường dây. Trước đó, Công an quận Cầu Giấy phát hiện nhóm đối tượng mua bán giấy tờ giả là hợp đồng lao động, giấy xác nhận lương, xác nhận thu nhập của các công ty trên địa bàn quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội. Từ tháng 3 năm 2024 đến nay, Tuyết đã mua các thiết bị như máy tính, máy in, máy cắt laser, phôi dấu để làm giả các con dấu, tài liệu, đồng thời lập nhiều hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để đăng tải dịch vụ làm hợp đồng lao động, xác nhận lương. Tuyết sẽ nhận thông tin từ khách hàng có nhu cầu, soạn các hợp đồng lao động, xác nhận lương, tự ký tên người đại diện theo pháp luật và tự đóng dấu giả các công ty để bán cho khách. Còn Hải có nhiệm vụ làm giả các con dấu bằng máy cắt laser và mang các tài liệu giả đi giao cho khách, thu tiền về, đưa cho Tuyết. Hải bị cảnh sát bắt giữ khi đang mang 4 bộ tài liệu giả đi bán. Đối tượng khai nhận 4 bộ tài liệu giả này do Nguyễn Thị Diệu tự làm giả và đưa cho Hải để mang đi giao cho khách đã liên hệ đặt mua của Diệu và Tuyết. Mỗi bộ tài liệu, các đối tượng bán từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải và Tuyết tại ngõ 8 cầu Bưu, xã Tà Thanh Hoài, huyện Thanh Trì. Cơ quan công an phát hiện và thu giữ hơn 103 con dấu giả của các công ty cùng nhiều máy tính, máy in, máy cắt laser, các thiết bị khác sử dụng để làm giả con dấu tài liệu.